Curitiba. Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Zeno đây. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Minecraft và chúng ta sẽ quay trở lại với mini game siêu quen thuộc. Và đồng hành cùng với mình đó chính là ba thanh niên nào. Chào mọi người đi. Hello mọi người. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với thử thách cướp cờ. Và nhưng cướp cờ ngày hôm nay của chúng ta không phải là PVP bằng tay hay bằng cung nữa, mà là bằng súng nha. Đấy, với mỗi mạng tiêu diệt được thì chúng ta sẽ có nhận thêm đạn này, chúng ta có thể chiến đấu. Rồi, ok. Ui, ai đây? Ui, mình mới khang một team bạn đây. Ui, rồi. Nhìn mấy cái trứng skeleton nhìn xịn đây. Ui, có nét luôn này. Ui, rồi, có quả TNT, có quả bom. Ui, cái này nhìn xịn đấy nhá. Đây, 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 vào phóng debut này. À, đây, 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 có cái gì? Ui, trong dương này khác ơi. Trong dương này có một cái dương khác nữa. Ảo thật đấy. Ui, súng. Súng. Oh my god. Thung. Ok ok đấy. Nhưng mà súng này chưa có đạn ta. À không, súng này đang có sẵn đạn rồi bạn ơi. Nhìn cầm súng này. Nhìn đã. Đây rồi. Thấy rồi nha, thấy mục tiêu, khóa mục tiêu, chuẩn bị chiến đấu. Ui. Có mô vậy trời. Anh dự. Ui ôi. Anh dự bắn. Ây da. có thế nhiên lo mặt ạ. Bắn. Trời ơi, thiên nhiên này. Bắn. Châu nha. Châu nha. Tính ra khi mà chúng ta tiêu diệt được, chúng ta sẽ được đạn bạn ơi. Ui ơi, nhưng mà được ít đạn lắm. Bắn súng này không ăn thua bạn ơi. Dòng mù. Ui, Kháng ơi, xây bình thường thôi, mấy đi nên phá dễ lắm đây. À đây à? Ui giời. Đâu mấy đi đâu ấy nhỉ? Nói vị trí đem qua liền. Ui dồi ôi, sao xuống đều, xuống đều. Xuống đều. Đem qua này. Ở đâu ta? Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi. Hãy Zeno nè. Bắn đi, bắn thanh niên Zeno đi. I'm coming baby. Ôi dồi. Này sắp gần mà. Nhầm. Này ôi, rifle. Sống rồi. Sống rồi bạn ơi. Sống rồi. Rồi. Mày nhảy xuống cái chết luôn. My god, được nhiều đạn này nha. Được nhiều cái đạn này bạn ơi. Ui. Ngon luôn. Ui, được cả súng lục còn khỏe hơn. Ui, được cả bom choáng bạn ơi. Ui. Ấy à. Đâu 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 đâu. Bắn mình sẽ né bạn ơi. Rồi, okay, còn một tí nữa thôi mà. Ai à? Anh như này. Bắn sniper này. Ủa sao được em được đạn ta? Được rồi. Ở Zeno được này. Áo thật đấy. Tính nha, cái này nó tính đam bạn ơi, giống như kiểu của anh Khang ấy. Nhìn kiên đâu ra bắn đi. Ai à? Ui em sắp hết đạn hết luôn rồi. Bắn con tí mà sắp hết đạn hết rồi. Gì móc lốp bạn này. Rồi này bị gì đấy nhỉ? Này thì kiên rít cho chúng tôi. Ui hồi ôi. Ba viên đạn. Oh my god. Đúng rồi, cố lên. Chém luôn. Ủa em hết đạn hết luôn rồi chứ nào ạ. No, bọn này nhiều quá. Vô đi. Yeah, Kiên. No, kêu. Chạy đi. Đây, chạy đây. Ủa sao Kiên bắn đồng đội. Chịu. Chạy đi em đỡ đạn rồi. Ok, tránh ra đấy nhà. Ây ơi, ây ơi. Rồi. Ôi giời ơi. Khang nhặt đi. Đến nơi hiểm trợ. No. Cố lên Khang ơi, cố lên. Nó đến đây. Ôi giời ơi. Này thì em không muốn chọi lựu đạn thôi. Em chọi mấy anh đi luôn. Mình vẫn còn. Mình có còn thời gian. Em được 3 đạn. À trời ơi, tôi tự đi luôn rồi. Cố lên. Em không được chọi mấy điên ta. Không min nữa. Tại nên phá nhà mình rồi. Ôi nhiều quá. Mày ôi mất cờ rồi. Mày tự chết.
Mình mình vẫn phải chơi chết. Kiêu quá. Ok, ok mình chơi. Thế mình phải đặt nhiều cái con này vào bạn ơi. Rồi té chết luôn. Thằng té chết à? Ok, mình phải đặt nhiều con này vô bạn ơi. Đấy, đặt nhiều con này vô làm mấy thiên nhiên kia là không có làm gì được đâu mà vào tự bắn tự chết à. Yeah. Bắn cho chết bớt mấy con kia đi. Bắn cho chết bớt mấy cái con kia đi. Ôi ôi ôi. Rồi Niên ném ném bóng tuyết kìa. Đâu đây là lựu đạn thì bóng tuyết. Lựu đạn không phải bóng tuyết. Ây hồi ôi. Ơ kìa. Tay nhìn kìa. Thanh niên Khang, à thanh niên Kiên bắn cái quả nết trúng mình kìa. Ảo thật chứ. Đâu, Vành đáp bom chết đấy. À Vành đáp bom chết à. Ờ mình cứ tưởng mình bắn nhau kìa, bắn nhau kìa, bắn nhau kìa. Ê, cái đấy nhỉ. Mà chim bớt tần. Úi dồi ôi, hết đạn rồi ạ. Hết đạn, hết đạn, hết đạn. No. Đừng không, nguy hiểm lắm, không chơi đâu bạn ơi. Ôi kìa, anh Niên Kiên một phát đi em luôn, quách. Niên này hack rồi. Có hát súng mạnh lắm nha, có cái súng mạnh lắm nha. À mình có thể dùng bom choáng các bạn ơi. Mình biết súng nào mạnh rồi. Súng nào thì không biết. No, bọn anh đông quá. No. Đi đập nhiều lắm. No. Vào đến đấy, bây giờ mình phải bắn tiêu diệt hết mấy con kia đây đã. Mình chính nha, mình sẽ phải bỏ cái này ra này. Bây giờ mình quăng bơm vô. Đặt mấy này bạn ơi. Chết luôn mà. Đấy, ôi giời, bắn em kìa. Mìn này. Mìn này. À, để ăn mìn bắn này. Được không? Đó, đặt mìn ra. Rồi. À, dùng đó à. À. Pop. À. Ô kìa, bắn em không chúng. Nó đi. Ôi hết đạn. Ôi giời ơi, hết đạn địch quá kìa. Ôi không ném được nhỉ. Cái này phải gồng lâu mới ném được. Gồng lâu, úi dồi, em bị nghe tiếng. Thôi trời. Thôi trời, được chưa, được chưa, được chưa. Đến đi anh em. Đến luôn, đến luôn. Đến tới công chuyện luôn. Ủa chết rồi, không có block. Sao tụi này đông vậy? Trời ơi. Trời ơi, cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi. Tụi này đông quá. Hay quá. Ây à. Quá trời là đông. Bắn không trúng đâu. Bắn không trúng đâu. Bắn không trúng đâu. Mình phải sử dụng kiếm nữa thôi Cang ơi. Ây à, ây à. Úi dồi. Cái điều này bổ lâu quá. Trời ơi. Bánh. Rồi tôi đi luôn. Ây da. Ây da. Hết đạn. Hết đạn rồi. Chạy thôi đi lấy đã. Ê. Em ném em đến bia đi. Để tiêu diệt mình kìa. Mình không có cái nào. Cái này em dùng hết rồi. Chạy. Rồi cái con sơn. Chết rồi. Đồng đội ta đâu. Ê à, trứng mắc cầu luôn à. Ghê. Ây dồi ôi. Ây. Cay ghê. Ui mình có nhiều đạn này lắm nha. Nhiều cái đạn này. Ui con trứng mắc cầu nữa nè. Chính, mình sẽ dùng trứng mắc cầu bạn ơi. Này khó ăn người ta. Cái bazooka này. Em sẽ dùng bazooka. Bazooka nhiều đạn. Ừ cái bazooka nhiều đạn cũng bắn tên luôn. Đây đi đường này cho lẹ bạn đây. Đấy. Kìa. Ủa trứng tôi đâu. Ủa gì bằng trứng mắc cầu mà. Ủa rồi trứng giảm. Hàng coi em nè. Trứng mắc cầu. Trứng bình thường. Đấy là trứng bình thường. Ở đâu trời ơi. Trời ơi mình cầm trứng gà mình ném mới được. Ôi ôi chết ném. Cái ném mất kiếm rồi. Ngoài bước đi. Ném xuống hang rồi. Đặt kiếm gì. Chào anh em. Kết hợp nha Khang, kết hợp nha. Tách ra không? Không lấy thế nên bắn bazooka là đi cả đôi đấy.
kết hợp nhưng mà lại phải tách ra. Đúng rồi. Rồi này. Né. Trời ơi. Né. 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 Thì rồi bạn ơi. Ui ôi, ôi thanh niên chưa kịp lấy kìa, thanh niên dẫm vào bẫy của mình. Trời ơi, cay nè. Ném nét kìa, ui ôi, ôi không banh. Ấy á, ui. Xuống đây. Chưa banh. Ây, chân đâu, bắn điểm trợ đây. Bắn điểm trợ đây. Bắn đây, ok. Ôi, một kill. Ờ, đi rồi, khang được kill, khang được kill. Em lắp cung đạn vô được. Ngắm nè. Ngắm không? À xịt rồi. Xịt nè. Ừ. Ơi, em ok. Tôi làm quả đi luôn ạ. Tại sao lại có cái hang ở đây vậy? Ok kìa. Cày đấy nhờ. Để em đây rồi. Rồi ôi chưa kịp enemy nó chưa kịp đi bạn ơi. Ủa? Đấy rồi. Ừ được một điểm rồi. Ngon. Mấy thanh niên kia đang tìm thời cơ để đi cướp cờ đấy. Đây, nãy em đã thấy Ninh Văn đi đường láng đấy. Đây này, bạn thấy không? Đây này, mìn đây này. Đây này, đấy, mìn này, đấy, thấy chưa? Ok. Kiên, cố cướp, đi Kiên. Cướp được bắn nữa rồi. Chạy đi anh ơi. Được thêm một lá cờ nữa rồi. Quy luôn, trời ơi. Nay mấy lá quy ta? 5 lá. Ôi, 5 lá rồi hả? Ui ôi, sao ai rớt đồ này không nhặt nè? Ủa đồ này của Vinh ơi, sao này? Không biết nữa. Đi ngang là thấy có cái đồ nằm ở đấy vậy nè. Không biết hai đang nhìn kia đâu rồi. Nhà đi trông chơi nè. Vừa bị sen chi bắn chết rồi. Trời ơi, Kiên ơi. Ai đi này, à hình như mấy hình đi đang đi vòng ấy. Chắc là đang đi truyền bắt đầu. Còn cơm mà không ngủ. Nhưng mà nói thiệt thì đi đường vòng thì nó xa hơn đường chính đó. Nhìn đang đi thuyền đấy, anh em tính chứ. Ai giờ Geno quốc quả cờ sao em quốc hiểm quả. làm bắt liên tục 3 điểm luôn. Đây mấy đi về rồi, mấy đi sợ rồi. Đây kiên thủ cho. Sợ à, đi cay. Okay. Không sao không sao. Cờ ngay nhà, cờ gần nhà, cờ gần nhà. Đúng rồi, ở trong nhà có mấy. Đi mà cờ. Ôi xin xong nhặt lấy tiếp luôn Geno. Ok. Cay đấy à. Trong nhà có mìn mà. Đúng rồi. Người ta tính cả rồi. Chứ. Nhanh. Ừ, người ta là người ta cứ tính hết rồi. Nhanh. Lên bên kia reset nhanh lắm ấy. Ok, được cờ rồi. Được cờ rồi. Thế Geno lấy cờ đâu rồi? Cờ giúp hả? Cờ bắn nhẹ. Ok, 2 điểm, 2 điểm. Cờ nhà luôn. 3 điểm nữa là win. Ủa, rương mình nằm đây nè. Trời ơi, nãy giờ đi tìm cái rương. Mình đặt nhiều cái con này. Em thấy cái rương rồi. Tôi hết đạn rồi, không còn một khẩu nào có đạn rồi. Ừ, đây đi rồi. Ôi thôi. Nhìn Kiên, Kiên mạng nó lác kiểu gì. Không, đang đứng xem quả trứng. À, vậy nhờ. Em rồi Vanh. Ôi trời vậy. Ôi trời ơi. Vẫn đủ kiểu. Ôi trời Vanh. Ui dồi. Yeah. Ờ. Được rồi thôi. Chúng rồi, hai bên đi rồi. Chết thế rồi. Ok. Khang đi rồi. À nhầm, chết đi rồi. Quên. Khang đi rồi. Đi. Quay về nhà đi Geno, bảo kê. Dạ em có chết ở gần nhà cũng được nữa. Không sao. Ồ, nó rồi. Giờ mấy niên làm sao đuổi kịp. Hai anh niên đi cùng một lúc mà. Thở không đều rồi. Trời ơi. Ta tự nhiên Geno vẫn chưa đi. Nào đi được. Hai rồi. Người ta mặc gọi là giáp ba đó. Ủa thanh niên nào bắn quả bazooka từ nhà bên kia tới nhà bên mình lộn ảo hợp đấy. Đi ok kìa. Ê ơi, vô cờ, 3 cờ luôn. 3 cờ đi. Ê ok vô. Bên kia hết bấm sát nổi rồi. Được. À, ấy trời ơi. Không có kịp bắn ơi. Ui. Đạn ba vậy đúng rồi luôn kìa. Ồ, mấy niên này có chiến thuật gì dễ im lắm. Dễ im mà là nguy hiểm nha. Ngoài tầm này mình đứa im im cũng nguy hiểm lắm. Tầm này mình hết muốn bọc ở kìa. Ở nhà. Dạm này của mình nhà, lấy luôn đi. Mình mất cờ. Lấy cờ đi luôn. Mình đứng ở cạnh nhà đi, không cho đến gần được. Ok.
Ai để em canh nha. Ê. Để em canh góc đường chính. Ê, lại bắn xin rồi. Sao không thấy ta? Ui rồi ôi, quả này là chúng rồi. Giết mấy thanh niên đấy đi. Đi thì. Ê à, rớt thuyền. Rớt thuyền rồi, đi mất thuyền rồi. Ok ok, đấy rồi. Kìa kìa, anh đi bơi kìa. Anh đi này bơi vòng ấy, anh đi này bơi vòng ấy. Không đỡ đâu cưng. Bắn xuất ngang tay. Bắn. Kiên đâu, giết thanh niên Khang đi. Đây, đây, đây. Giết thanh niên Khang đi. Khó lắm. Ôi hồi, Vanh đang về. Vanh yên tâm, Vanh không về được không? Giết thanh niên Khang đi. Yên tâm, Vanh không có về được đâu. Giết thanh niên Khang thì bằng mọi cách giết thanh niên Khang đi. Làm sao giết được? Làm sao giết được? Rớt rồi. Đây, đây, cố lên, cố lên. Đây, đây, đây. Cái nến này, cái nến này, cái nến chợ. Săn. Rồi, mất cờ rồi. Mất cờ rồi. Phế quá, kiền phế quá, kiền ạ. Kiền đi luôn. Kiền đi rồi. Toàn bắn đồng đội thôi. Bắn đồng đội thì rất chuẩn anh em ạ. Ôi dồi ôi ôi. Bắn được mạng à, ảo thế. Ừ, chắc là bắn đồng đội với ăn được mạng đấy. Bắn để kiếm kiếm tí mà. Rồi, reset rồi. Bắn này. Kiên này. Đi rồi. Rồi, càng quét anh rồi. Team mình là càng quét luôn rồi. Thôi em nhặt cờ nữa rồi, win luôn. Ok, nhanh đi. Ơ, thanh niên, à thanh niên đặt mai à, thanh niên đặt cái mìn. Rồi. Ôi. Anh không để ý mìn gì. Ôi rồi. À, nãy, nãy không để ý mìn thôi. Rồi, bị nhặt cờ rồi kìa. Ui rồi, ôi, vừa em nó bia đến thì mìn chết. Rồi rồi, đấy, thanh niên có nhiều mìn đặt mìn luôn à. Vào là đặt mìn vào đây. À, dạ. Ủa? Ủa con giờ đã bắn mình đó nha. À con giờ bắn đứng từ xa. Ôi 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 ôi, quả tên lửa. Ôi ôi, nhìn. Ôi ôi ôi. Đừng có tiến lại gần đây. Cảnh báo đấy. Ây da. Đào đấy, đào đấy. Ôi vậy sao. Ây da. Đâu rồi? Ở dưới nè. Yết bình đấy. Ây da. Hahaha, Vanh, đứa bắn súng ngắm hơi bị chuẩn đấy. Yeah, no. Ồ, lò, ok, đứa em đi luôn rồi. Thanh niên Khang, thanh niên Khang học theo mình, à thanh niên kia bắn đồng đội kìa. Zeno kìa. Ngoài bắn được, được đấy, được rồi. Ôi ôi. À rồi, làm ui, thêm hai bắt cờ cho thôi, mỗi người làm cái nữa đi. Okay, mỗi người làm cái nữa là ok rồi. Kiểm tra quan sát chắc ngắt rồi. Đi, ưới rồi. Ôi dồi ôi. Ừ, à, đi rồi. Hay. Đi rồi. Ôi dồi đây kìa. Con giờ đứng đứng trên trên đồi cao kìa. Ai bắn rồi. Yes. Còn ít máu quá. Thứ ra thế nó ăn đầy đã nhá. Ăn đầy máu rồi. Đi. Ăn đầy máu. Đi cướp cờ điên tai luôn rồi. Ăn vô. Thôi, một con giờ rồi. Ôi dồi ôi. Ui giời. Ném choáng vào đây. Đây là quả lựu đạn choáng. Choáng. Ôi kìa, chết rồi rồi. Tự choáng mình rồi. Ôi dồi. Ôi dồi ôi. Anh em ơi. Gì vậy? Nó từ cái hố. Nhiều quái quá. Ê à. Ai ơi, bị tụt xuống nước rồi. Ui giời ơi, nhà mình có cái khe. Ôi giời ơi, sao mày thấy nhiều nhiều mìn đấy nhở? Mấy thanh niên kêu hả mày, hình như mấy thanh niên lúc mà bị nhặt cờ. À ừ đúng rồi, cứ nhặt được cờ là bị là được được thêm mìn sao ấy. Là được thêm mìn mà. Trời ơi, mình cứ nhặt được cờ một cái. Ai con quỷ. Kiên này, Kiên đưa cho mình cái súng phóng lựu nữa đây. Hai tay súng à? Ghê vậy. Đúng rồi. Đây là cờ nhà ai đây? Đây là ai bị mất rồi nhé? Tu em đang giữ cây luôn. Đây rồi. Thấy rồi. Sao? Cố lên, sống sót.
Ui ôi, sợ mang thai được ghê quá. Ừ, đi rồi, đi luôn chứ. Ê, 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 ê. Ghê chưa? Đâu, đâu, đuông. Hai tay hai xuống đấy. Ghê ta. Mình bất lực. Ô, mình cũng bị lấy cờ kìa, Niên Kiên lấy kìa. Yên tâm, em sẽ xử Niên Kiên luôn. Hai cờ lấy luôn nè. Hai cờ gặp nhau kìa. Kìa, kìa, kìa. Đúng nhờ. Giờ này sát nhà mình, không sợ, không sợ. Con giờ đi được nào? Đi Huyền, đi Huyền, đi Huyền. À, đấy rồi, đấy rồi, đấy rồi. Chắc chắn là không lên lên nhà được đâu. Ui, đạn bắn vòng quanh luôn mà nổ bù bụp ngay cạnh người mà. Con giờ đi thuyền à. Đúng rồi, Kiên cứ đi vào đây. Mày sẽ bảo kê. Ok, ok, cố lên mày. À, một phát đầu rồi. Đầu này, đầu, 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 đầu. Giờ đâu gắn ăn mạng đi kia đi. Ui rồi ôi. Niên Kiên xúc quần rồi. Bắn nổ thuyền kia rồi. Ui rồi, bây giờ mấy thanh niên phải tiêu diệt lẫn nhau mới lấy được cờ. Đúng rồi, Khang ở nhà đi Zeno. Zeno đi cho. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt được cái cờ kia là Khang ăn luôn này. Ê. Cờ kia. Niên Kiên không đạt được cờ đâu. Chưa. Ui rồi. Nguy hiểm lắm, chẳng đi nguy hiểm quá. Mày ơi, mày đông mày dùng cả. Mày ơi, mày xử thanh niên Khang đi mày ơi. Thử kiểu gì? Không xử được đâu. Bây giờ đưa mày một cái bazooka ở đây, mày qua mày kết liễu cả hai thanh niên luôn. Ghê quá. Ghê. Người ta gọi là hảo khẩu khí. Giờ đâu, cố lên giờ đâu ơi. Ui dồi ôi. Ui ôi. Không kịp nhìn. Cố lên anh ơi, Kiên về nhà rồi. À luôn chứ, tôi bảo đưa thêm khẩu bazooka đây thì không đưa lại cứ về đến nhà. Ồ, bây giờ sẽ bắt đầu tăng sức tấn công này. Đâu Kiên, đưa đây. Đâu súng đi, đi sơn súng thôi. Bazooka đây. Em đi sơn súng màu hồng đây. Đây, đang chạy về. Về đi rồi đưa. Hai người luôn. Ok, hai tay hai khẩu đấy. Nguy hiểm lắm. Ghê ta. Vứt luôn đạn ra, vứt ra đất đi. Ui, nhiều quắn nhỉ. Đạn luôn hả? Đây. Em đạn luôn chứ, chị nhìn có bắn đâu thì chả đưa đạn luôn. Ê ạ. Đâu đạn đâu? Đây, vứt luôn đây. Anh xuống hang rồi sao ấy? À đây, ok. Chia nhìn hay. Ôi ôi, nhưng không bắn được liên tiếp. Trời ơi, vẫn phải lát đạn. Ôi, đi thế. Quá phế. Đúng Kiên. Phê, sao phê, nhưng phê, vẫn phê. Nhanh hơn. Ui ôi, ơ kìa, hay sao lại thấy nhờ. Người ta hách đạn đuổi rồi. Quá. Hách đạn đuổi. Lấp rõ ràng mình đi đầu đằng sau. Rõ mình đi 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 lấp lấp xuống bên dưới không nhìn thấy tên nha bạn. Đi hát đấy. Đi qua tới này chứ thôi. Ok, đi chạy về sau đi. Ôi dồi. Ui ôi, gớt cờ. Ôi, gớt cờ. Đi đâu. À, ui dồi. Về, nhặt tao. Bây giờ. Đây, lần này đấy. Rồi, bây giờ để Khang. Để Khang đi chiến đấu. Đúng rồi. Cả lăng là đi ở đây. Đi cao lắm kia nè. Tam, em đi. Mấy anh chỉ có đai. Bắn một. Oh my god. Ui. Mà phải đợi cái kia nó hết. Mấy anh đi ra nhặt rồi. Mấy anh ra nhặt mất tiêu rồi. Hai lại đấy. Ôi ngồi. Xin cho bắn một phát từ nhà. Ai em qua tới nè mấy niên đi. Mày không biết đường nào. Ờ kìa kìa. Đây kìa. Ui ôi. Ô hai niên đây này. Nhặt lại rồi. Ghê vậy mà. Quả này dưới đuôi lớp đằng sau đi. Vậy mất bắn được đấy. Ứng vậy. Đúng là hát cường. Ui là gì được. Ghê. Ok. Cái cờ mình bắt đầu rớp rồi, bắt đầu rớp. Ok. Hình như còn một chút thời gian thôi. Rớp cờ. Đi về thôi anh em ơi, đi về thôi. Ừ. Ở reset rồi, yes. Rồi, đặt đi, you know, đặt đi. Ok, đây. Yeah, no. Một điểm. Ok. Yes, sir. Cuối này, điểm cuối này. Bên kia chắc không còn gì để vướng víu lại khỏi chành nữa rồi. Còn gì chăn chối không? Hãy nói lời chăn chối đi mấy cưng. Nhưng không ăn được là còn cái nịt rồi. Như mấy con giời đang chuẩn bị qua đấy. Ngắm làm cái gì? Mời, đâu làm cái gì? Ui ôi. Anh nhìn bắn mấy con skeleton chi vậy? Chạy đây. Ui ôi.
rồi. Cười gì mà, cười gì mà, hai đứa kia đi đánh kìa. Cứ bắn đi anh. Nhà mất rồi kìa. Đúng rồi. Vậy đâu, có hành niên kia đi bên phải ấy, bên láng bên đường biển ấy. Manh đâu nhở? Manh nè. Ừ, manh nè. Người ta bắn súng ngắm. Ui ôi, đi đặt ma nhưng mà em chưa đi. Oh my god. Oh my god, căng thẳng cái chính. Tin. Ui ôi. Ôi thanh niên cũng lấy được cờ. Lấy cờ của mình kìa. Ok. Thử áp phải. Bắn đi đâu. Tiêu thịt kẻ thù đằng sau đã. Tiêu thịt kẻ thù bằng bên này đã. Thằng ạ. Để em xử thanh niên này. Thanh niên văn sau lưng em đúng không? À, vành. À, vành xịt rồi. Vành vẫn xịt rồi. Đây rồi, đây rồi. Còn một con bên này nữa thôi. Còn đời kiên, con đời kiên. Khang cứ chạy về đây. Khang cứ chạy về đây. Nó lo. Chết rồi. Okay. Sai rồi. Kiên không có ba dung cả. Ui rồi, con trời này còn đi bơi à. Trời ơi. Hết thuyền rồi đi không bơi. Không có tiền. Không có tiền. Này rồi, thuyền này rồi. Yo. Ui rồi. Rất hiền rồi, rất hiền rồi, rất hiền. Bắn súng. Cẩn thận nhá, cẩn thận anh bay đằng sau nhá. Ê Khang ơi, thanh niên bay ngắm kìa. Dạ, đúng rồi. Ok, đây nó bắn ngủm bay rồi. À, đâu. Ôi. Đất cơ. Rồi, xong rồi. Đi về đi. Đây, mấy con trời, canh cái cờ nhá nha đâu. Ok, đi đâu canh cờ. Win rồi. Yeah. Một trận đấu 5-0. Siêu căng thẳng. Quá là ảo mà Canada. Không, chẳng qua đây là đấu 2v1. 2v1 thế nào, Niên Kiên cũng chơi mà. Đúng rồi. Nói thế lại kỳ lạ quá. Win, yes. Reset cờ. Bắn win. Trận chiến ngoài gì? Ngoài trận đấu ngày hôm nay siêu căng thẳng luôn bạn ơi. Đây, chúng ta toàn đấu gọi là bộ bazooka luôn nhá. Tính nha, súng này cũng mạnh bạn ơi. Súng này cũng mạnh nhưng mà thực sự là phải hai viên. Mạnh nhưng mà phải hai viên bạn ạ. Đây là súng, là súng ngắm nhá. Còn súng bom này mình thấy bắn nó không có hợp lý. vẫn hợp lý khi mà chết. Nó vẫn hợp lý bạn ơi. Đấy, ok bạn ơi, ngày hôm nay clip mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Đấy, nếu bạn có những ý tưởng nào mới cho chế độ cướp cờ của mình thì hãy nhớ là comment ý kiến nha. Đừng quên là ấn đăng ký kênh của tất cả thành viên trong nút tin nữa. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.